phẩm của các con. À, tuy có cái fail, có cái ok, nhưng mà dù sao đó là kết quả của mình đúng không các con? Sản phẩm của mình là ra rồi, mình đã dùng hết tâm huyết và sức lực để mà làm được nó. Con vẽ gì vậy Ruy, con vẽ gì vậy? Dạ, cái gì? Con vẽ gì? Con vẽ gì? Con vẽ cái này là gì? Con trình với nó. Con trình với nó. Con trình với nó. Con trai không thích mà hành. Đây, đây là cái gì để thu đây con? Đây là cái đỏ. Yeah.
anh Vĩnh ơi, 11 giờ phải không anh? Dạ. Yeah. Tại em chở bé đi học về 10 giờ giờ nó mới về đây. Dạ. Yeah. Dạ dạ. Dạ dạ. Thank you.